Đây là water apple nè, cái mận nó gần gãy nè. Nhưng mà nó chưa gãy, mình phải hái hết cái trái đi, hết thì tại nó nặng quá. Cái nào lượm được cái nào hay cái đó. Thì còn mấy cái bông nó ra nữa nè, bông nó ra nó nặng quá, nó chịu xuống. Hái non để mình hái gì là làm cái mắm đường, làm fish sauce ăn với mắm đường. Hái vớt nhiều quá, sợ nó đụng. Đụng đây mình lụm vô. Trời ơi, nó nhiều quá, nó phải rụng mà. Nó rụng dưới đất. Về làm mắm đường. Rụng đầy xuống đất luôn. Về rửa xong rồi làm mắm đường ăn nó còn ngon, nhưng mà ăn mắm đường được. Ok. Hái được cái rổ này. Cái này vô rửa xong rồi làm mắm đường. Tại nó nặng quá nè, nó đụng xuống đất nè. Ok.